không đấy, sao cá dám ăn? Thank you.
nắng quá. Không đủ chứ. Thank you.
tiên. Đau.
bà con chịu không có gì ăn, không có chua đâu. Không có dao. Cân tư à? Nếu bạn lấy con lấy 30.000 thôi. Thank you.
3 cân ra là 4 cân cũng được đó. Ừ, lấy mấy cân 4, 5 cân đó, 5 để cân cô bón rồi. Đây cô cũng ngồi đây chị thí cho con gái này, cô con gái bán hàng này, bán cân áo. Ngọt không? Ngọt lắm bạn mừng. Luôn ăn chín này đó. Không có dao bóc thôi. Con gái cô vừa mới làm vừa mới làm cũng nhưng mà cũng đi thế này các bạn không nói đi đây ra tôi đủ về các bạn người ta đúng không bán lùi rồi còn chưa làm hơn nhá nó con lấy đủ 6 cân đi nhé 6 cân cũng bằng đấy à đấy 6 cân đấy. À nhưng mà nó đâu có ấy được nữa đâu. Ừ cái cân nó nhảy nhé. Làm hai túi đi. Cô cho bà này ấy. Ui. Ui nhưng mà con cân chỉ cô sang bên này với túi mì. À lùa mì mà cho lùa có mặt giá hả? Đấy là nó. Giá lúc con lấy rồi. Giá lúc con túi lúc mà hở. Xá nó mang tên cân cân rồi. Gần là đi ăn. Cô chiều nay cô đã khỏi là đi mà. Chiều nay cô lại ngồi ở đây à? Cô lúc nào cô phải ngồi đây. Cháu vui lắm rồi. Nước con gái bác à. Ai sĩ đều. Ai sĩ đều làm đó. Cho mẹ bán được. Cho mẹ bán được. Con gái nên là dừa cô thấy không? À chị dừa à? Ừ, cô dừa là con của cô à? Dừa là con của cô. Thôi là qua cho cháu ạ. Thank you.
đường nào đấy? Chào bà con.